Trần Anh mới mua lại mẫu Hyundai 2018 nha, xe hai đời chủ rồi. Đời chủ của em là đời chủ thứ hai nè, 64 Cần Thơ đây. 15468. 2018 xe gia đình ta đã chạy chuẩn nha, không khoan đục nha. Em này máy số rin hết rồi. 2018 nè anh em. Máy móc khô ráo sạch sẽ. Em mới kiểm tra và test mẫu xe này ok hết rồi. À, đẹp không? Ốc tán là chưa mở, nó cabo cũng vậy. Chấm tư. Nó đi đời cao chạy về làm xíu lành mẫu này. Giờ chở nó phòng công chứng để ký ủy quyền cho Trần Anh là xong rồi. Mâm của nó là mâm sắt. Dòng này là xe này là xe bản thiếu nha. Đó là mình báo luôn. Còn bản cửa sổ trời là bản cao nữa rồi cô chú anh chị. Mà được cái giá thành nó rẻ thôi nha bà con. Đó giá của 28 đâu đó nằm lên quanh tầm 30 hơn 30 quay đầu xíu. 64A15468 nha anh em. Form nè, form full led hết toàn bộ rồi. 1.4 đi bao lành. Gia đình ta đang chạy không? Keo chỉ liền lắm. Nội thất nè. Nội thất đẹp sạch sẽ không? Táp bi vân gai nè, hệ thống keo rin hết. Liền lẹt. Cụp mở nè, ABS nè. Người ta kỹ, người ta dán những cái phím cho nó đỡ bị chày. Vô lăng tích hợp luôn nè anh em. Đây, chúng ta sẽ có vô lăng tích hợp. Đi chuẩn được 129.000 nha anh em. Đó, có hệ thống ABS rồi, có túi khí đầy đủ. Lên màn hình cam dê, cam hành trình full hết rồi. Sạch sẽ không em? Nè, cái vô lăng nè. Nhìn 28 cái vô lăng người ta chạy kỹ không? Đó, người ta về gia đình, người ta chạy gia đình không đó. 129.000 cho 130.000 đi. 130.000 2018. Máy êm lắm anh em. Xe không lỗi nha. Xe này Trần Anh đã kiểm tra rất là kỹ rồi. Cụp mở nè. Dàn trần là chủ nhà bọc toàn bộ hệ thống trần 5D. Gọn gàng sạch sẽ. Đây này máy nè. Máy móc rin hết. Mặt nắp ở đầu của cò chưa có mở nè. Cái thứ hai dầm, dầm cao su chân máy nó còn nguyên si nè. Đây đây là dầm nguyên bản của hãng luôn nha. Ốc tán nó chưa có dấu hiệu là mở nè anh em. Hàng đẹp. Giá thành ok. Hệ thống cảm biến oxy. Điều tiết lượng xăng, lượng khí thải dư đây. Cái lỗ ghe xài toàn bộ hệ thống bướm ghe. Em này xài toàn bộ hệ thống ga điện nha. Và đi đâu sẽ là trợ lực điện. Dòng Hyundai có trợ lực điện nha anh em. Cảm biến túi khí nè. Đây là hệ thống cảm biến túi khí đầu nè. Không có dấu hiệu là bùng nổ nè. Chúng ta sẽ có hai cục cảm biến nha anh chị, là hai cục cảm biến nha. Đây anh em. Đó. Đẹp không anh em? Xe này dọn lên là phải gọi là hết nước chấm. Giá thành quá rẻ, đời cao rồi. Giá hơn 300 xíu. Anh em kể cả anh em mua mẫu này về, anh em chạy kinh doanh, anh em chạy thêm dịch vụ cũng ngon đấy. Chủ nhà lên cam 360 độ full đồ chơi. Đăng kiểm tháng 5 2016 luôn. Mới đăng kiểm mới tin. Về cho anh dọn một máy cho anh em coi là đảm bảo là mới chết. Đây là tình trạng là xe chủ nhà người ta đang đi. Đó, người ta lên người ta bán cho Trần Anh luôn. Là như thế. Thì chỗ nói chung là chỗ này cũng là anh em gọi là khá là thân thương. Người ta bán xe ở dưới Cần Thơ đầy chỗ thu mua xe, người ta không bán, người ta chạy lên cho người ta bán cho Trần Anh, với lại Trần Anh thu cho người em cái giá nó hợp lý mà. Thì người ta phải bán cho mình thôi. Cho mua mà đừng có đè giá quá, người ta quá tội nghiệp người ta. Ai cũng phải có một cái con đường sống riêng hết á. Anh em trải nghiệm tiếp tục phần cốp. Cốp đẹp. Xe đẹp lắm. Em này đi tầm cỡ chấm tư, đi tầm cỡ 6-7 lít xăng quay đầu. Không tới. Chạy dịch vụ em này bao lành. Nỉ nè. Họ nỉ của hãng nó còn nguyên si như thế này nè anh em. Cốp đẹp. Bỏ đồ xe cua, cốp không có dấu hiệu là một vòng nha. Được chưa anh em? Hàng bao chuẩn nha. Mời anh em trải nghiệm vô tiếp tục phần gầm nè. Gầm bệ là không có dấu hiệu là bụng mọt ở dưới phần gầm. Anh không thấy gầm không? Gầm sát chân này. Không một tí xét luôn nha. Đó, đẹp không? Rồi. Anh em nào quan tâm mẫu này thì alo cho Trần Anh ô tô. 4 vỏ đâu đó còn được tầm 70%. Trần Anh chào anh em nha.